Mọi người thấy ở phía trước mặt của mình đó là một cái hàng rất là nổi bật không? Mình thấy đi ngang đường Sư Vạn Hạnh đó, ngay chỗ mà chung cư của Ngô Gia Tự đó, thì thấy chiếc xe này đó, bán rất là nhiều đồ mà thấy rất là ngon. Thì mình sẽ lại xem coi anh bán món gì nha, và làm như thế nào nha. Để mình sẽ loại món. Ở đây mình đang bán món gì vậy anh? Anh ở chân tránh trúc mà con câu, đậu, đùi, quý con, bạch tuộc có luôn, và bạch tuộc này không thế nào. Nhưng mà tất cả mình ướp là thế nào anh? Anh ướp sẽ ớt rồi xong rồi nước mắm. À, nước mắm, vậy gọi là gà nướng nước mắm đúng không? Đúng rồi. À. Ở đây gà của mình là gà vườn luôn hả? Để vườn thôi, nhưng mà nó thuộc Tam Hoàng. Dạ. Tam Hoàng để vườn. Cánh gà, có cúc, chân gà. Em thấy thường ngày hình như món này là chỉ chiên thôi chứ đâu có nướng đâu đúng không? Ừ. Tại ra mình là tự sáng chế ra ha anh? Đúng. Đúng luôn. Hợp lý. Mình bán lâu chưa anh? Bán lâu rồi. À. Ồ, nướng rất là nhanh tay luôn. Đây là cái thau nước sốt của mình hả? Đúng, đúng đó. Mình nhúng lại hay sao ạ? Ừ. Nướng xong rồi thành phẩm là nhúng vô đó đó. À, nhúng lại cho nó đậm vị lại ha. Đúng. Cái này là khói không luôn á. Khói luôn. Rồi nhìn là rất là bắt mắt luôn. Ở đây thì các món là được nướng nha. Nói chung là anh ướp nước mắm xong rồi anh sẽ nướng lên. Mấy con gà càng con bán nó càng bán có một con mà nếu là em lại bán có một này nhiều chục con mà ít vậy con là ít đó à. Cái chỗ đấy nó bán này bán mấy trăm con mình bán có 10 con là ít rồi, mà đấy. Con gà em thấy là để nguyên con nướng được luôn ha. À. Nướng lâu hả? Lâu không? Lâu á, 45 phút. Gà thì 45 phút, còn những cái kia được khoảng bao nhiêu lâu? Mấy kia hả, tùy chân nó, chân gà nướng có 10-15 phút à. Cánh thì nửa tí, bún cũng vậy, bún 10-15 phút. Với hoàng với con đùi gà nướng lâu. À, mình có ướp hình như là cái ớt hay gì đó mà có màu cam cam á. Có, không phải ớt, dầu điều. À vậy. Nhìn cho cái màu nó đổi bật bắt mắt hơn nhiều luôn. À, dạ. Lên màu điều. À. Nhẹ thôi, đừng lên nhiều quá nó đậm. Đậm gà nhìn thấy nó lạm dụng màu nhiều. Dạ. Khói khói. Có góc luồn luồn luôn. Nhìn cực kỳ nóng nha, màu thì cực kỳ ngon luôn. Và nhìn rất là thèm ăn. Thao nước sốt để mà khi mà ăn nướng gà xong thì sẽ nướng lại nữa để cho nó thấm vị vào bên trong của con gà hay là của cánh gà. Nói chung là những cái vật ở đây, những cái sản phẩm ở đây. Mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ anh? Anh nó ở từ 6 giờ cho đến 12 giờ. Dạ. 6 giờ cho đến 12 giờ rưỡi đêm nha mọi người. Ở cái khu vực, cái chỗ gà nướng này là ở cái khu vực chung cư Ngô Gia Tự, đường Sư Vạn Hạnh nha mọi người. Nói chung là mọi người đi ngang cái đường Sư Vạn Hạnh mà cái khúc này thì sẽ thấy được là cái màu nướng, những cái con gà, những cái thực ăn ở đây rất là nổi bật. Và đi ngang thì anh sẽ thấy thôi. Anh đã trồng gà lên trên đó, khi mà nướng xong mà trồng gà lên mọi người thấy không? Rồi là gà sắp lớp. Đó là cái màu đèn này cũng là một màu đèn mà anh cố ý để ở đây, bởi vì màu đèn này làm cho cái ánh thức ăn lên và cảm giác là thức ăn có nhiều màu sắc và ngon hơn. Ủa mình ở đây, nhà ở đây luôn hay sao anh? Không, mình ở trên Bình Thạnh đấy. Dạ, Bình Thạnh xuống tới đây bán luôn. Đúng, hợp lý. Rửa anh hay là mình làm gì đó? Nước đó, anh nước đó. À, anh nước hả? Anh nước màu á. Anh nước màu ha, ướp nguyên liệu các loại gia vị đồ. Thì gà là gà sống luôn, mình bỏ vào đây mình ướp. Hợp lý. Rất hợp lý. Ướp này thì khoảng bao lâu anh? Đợi canh. Nếu như mà nguyên liệu như anh là nhiều là ướp canh cỡ 5 phút vớt được rồi. À, 5 phút vớt. Rồi nướng xong rồi nhúng lại gia vị cái nữa. Đúng, hợp lý. À. Đừng có cho màu nhiều quá, màu nhiều quá nó lợi dụng màu. Vừa vừa thôi. Nướng lên nó đẹp. Ít màu nữa. Cái này mình có ăn kèm với gì không anh? Có rau răm với đậu chua. Rất là đông khách nhưng mà anh chủ làm mình rất là nhanh cho nên là bán rất là chạy. Nãy giờ là mình thấy là chắc cũng khoảng cỡ 5 người khách đó. Anh đã làm xong rồi đó mọi người. Này chắc nước ngon hơn nước lưu anh hả? Ngon hơn lưu gì chứ. Nó trong... mềm gà lắm, nước lưu nó dạng như ấp ơi mà. Cái quan trọng của mình là cái nước sốt đúng không ạ? Phải. Nêm như thế nào đó phải đặc trưng của mình ha. Đúng vậy. Đó là bí kíp gia truyền. Cái này là có phần mang về nãy ha, con gà. Đó, cái phần mang về là cũng làm xong luôn rồi nha mọi người. Bây giờ là tới mình. Ủa anh tên gì anh? Dạ. Anh kêu gà nướng à? Đúng rồi, anh kêu nướng. Vậy là cửa hàng mình cũng tên là gà nướng luôn. Không mà anh tên cây bàn nha. À anh tên cây bàn. Ừ. À cửa hàng. Anh chặt rồi. Anh cứ bên đây nè. Một con gà to vậy mà giá chỉ tầm có 130 thôi. Rất là dễ, kiểu là rất là bình dân để cho mọi người thưởng thức món gà nướng nước mắm nha mọi người. Nghe rất là lạ đúng không? Thường ngày thì nước mắm thì chỉ là gà để chiên nước mắm thôi, bây giờ là gà nướng bằng nước mắm đó. Ủa anh cái này là mình phải kêu thêm hả? Đúng rồi, là riêng đó. À vậy là chơi một cái phần này luôn, một cái phần đậu bóc luôn đi. Xanh xanh đỏ đỏ. Đây là đồ chua. Đu đủ nha mọi người, này là đu đủ nha. Đồ chua của anh là làm từ đu đủ nha. Đu đủ rồi nhâm chua. Sau này ăn kèm với những cái gà này thì sẽ không ngán. Là một buổi này nướng là 15 kg than hả? 17. À 17 kg than. Cho nên là lửa nó bền, nướng được nguyên cái dĩ rất là lớn luôn. Câu tới 10 giờ là hết rồi. 10 giờ bắt đầu phải châm thêm rồi. Đây là cái gỗ gà lúc nãy mà anh đã ướp qua cái nguyên liệu nha. Gia vị đồ các kiểu thì bây giờ bắt đầu để lên để nướng, sắp ra cánh gà ngang ngắn, cánh gà nào ngang cánh gà đó, bởi vì cái bếp đó, không phải cái bếp, nói chung là cái chỗ than của anh đó thì cũng khá to nên là sẽ xếp được nhiều thứ lên cùng một lúc để nướng. Cánh gà nướng nước mắm. Wow, con gà to. Có đi mua gì không? Ừ đi mua đi, xong quay lại lấy. Đỡ tầm 10 mà đâu đúng không? Anh cắt ra bán cho khách. Ồ, một con gà nướng vậy thì giá như thế nào anh? 130 giá. Dạ, 130 một con gà nướng nha mọi người. Bởi vì ở ngoài đường nên là cũng hơi ồn á, mọi người thông cảm. Đây, sau khi khách mua thì anh đã cắt ra. Cắt ra để nướng lại một lần cho cơ và nó chín cũng như thấm cái gia vị thì sẽ để vào ngọt và đậu chua cho khách. Anh làm cực kỳ nhanh tay luôn. Mọi người thấy không? Tay liên tục chở, bởi vì vậy thì sẽ tránh cái sự bị khét của các thức ăn ở đây. Thì mọi người đã thấy là anh đã cắt con gà ra xong rồi sẽ nướng lại và nhúng sốt lại để cho nó thấm vị, xong rồi mới bỏ vào hộp và đồ chua cho khách. Màu sắc đẹp thì mọi người đi ngang sẽ nghe được mùi thơm mà rất là đói bụng luôn. Wow, đây đâu có hay đâu. Đâu đâu căng. Quá chịu khó. Căng xanh gì đó thì có thể là xanh. Bán lâu rồi. Bán 12 năm. 12 năm bán món này thôi đúng không anh? Đúng rồi. Là lúc trước mình cũng bày đây bắt mắt gì luôn. Đúng. À. Hợp lý luôn. Mình sẽ nặn tắt lên nha mọi người. Tắt phần này là phần ớt xanh, này là tắt dưới muối ớt. Đây là này là gà nướng nước mắm nha. Các bạn ăn với cái muối tiêu xanh với lại cái muối này thì nó sẽ bắt hơn. Bây giờ mình sẽ nếm thử nha. Chờ đợi lâu quá rồi. Đây là cái phần canh. Mọi người thấy ở bên ngoài có cái là người không thấy nó bóng bẩy luôn. Nói chung là ở ngoài thì mình thấy như thế này thì mình nghĩ là nó rất là đặc cái vị á, nó thấm vô bên trong á. Tại vì mình rất thích ăn đó là cái ngọt ngọt của nước ướp của gà ngon á. Ở ngoài nó rất là thấm nha mọi người, cực kỳ thấm luôn. Ở trong thì có mùi ngọt ngọt của cái thịt gà chấm với cái muối ớt xanh hay là cái muối tiêu chanh nữa. Cái muối chanh này cái nào cũng ngon hết, ăn kèm với một chút đồ chua thì đủ cho nó đỡ ngán là nhiều. Chỉ có hơi mỡ lắm. Mọi người thấy là lúc nãy đó, cái phần gà bắp này nè, khi mà anh bắt đầu nướng thì nó là nguyên cái trái tươi. Anh khi mà nướng xong thì anh thấm lại một lần nữa bằng cái nước sốt. Thì mọi người thấy ở bên ngoài nó có một cái áo nước sốt. Nhìn cái gà bắp mình cũng thấy là rất là đặc sắc luôn.